giờ Duy xin lỗi, xin phép quý vị thông cảm cho Duy chạy một chiều một chút nhỏ ở đây. Tại Duy cũng muốn review một cái chỗ mà rất là kỷ niệm, cũng có ảnh hưởng đến gia đình của Duy. Đó là Sớm Giá quý vị. Giá ở trước cổng, cái giá có để là khu phố 2. Bây giờ Duy sẽ xin phép chạy một vòng vào khu vực này. Sớm Giá rất là nổi tiếng là họ kinh doanh mua bán những thức ăn chay ha quý vị. Từ xưa giờ. Sớm Giá khu vực này là đường Hồng Bàng, phường 1, quận 11 ha. Ở đây có nhiều cái hẻm mà hồi nhỏ Duy thường xuyên vào đây chơi. Vì Duy có người thân của Duy, dì của Duy, có nhà, có cửa ở trong này. Đây là một con hẻm thôi. Với Duy rất là dì của Duy từng ở trong này quý vị. Hình như là số nhà 35/28 nè. Đó là lâu quá Duy không đi vô đường này cho nên bị trớt. Như cái đường này người ta đã thay đổi lại, tức là hồi đó đường này 35 mà giờ thành 39 vậy. Ở đây có nghe rất nhiều tiếng nhạc,
Duy chắc sẽ khúc nào có nhạc thì Duy sẽ có thể giảm âm thanh tiếng nhạc, mong quý vị thông cảm nha. Chào anh. À, cho em hỏi hẻm này là ngày xưa là hẻm 35 phải không anh? 35 mà nằm trên á. Dạ, rồi. Đi ra là 35 trước. Dạ dạ dạ, rồi cảm ơn anh. Ở đây là 25 nè, 35 nằm trên. Dạ 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 dạ. Dạ, rồi cảm ơn anh. Cái con đường này là ngay chốc nhà dì Năm nè quý vị. Đúng rồi. Hết đường rồi. Ủa hết đường hả anh? Dạ. Rồi cảm ơn anh. Vậy dạ. Anh ở đây chắc cũng mấy chục năm rồi hả? Dạ. Dạ mới ở hả? Anh có phải là người ở đây mấy chục năm rồi không? Dạ. Anh hồi này cái này họ hỏi cho biết thôi. Hồi đó là nhà gì Năm Kiệm này nhà nào? Đúng rồi. À. À. Được rồi, cảm ơn anh. Anh xin khỏi nha. Dạ. Tại vì em quay là một clip phim kỷ niệm. Thì hồi bé em có đi đến đi chơi ở đây. Hồi nhỏ Duy đi học Duy ở nhà này nữa vậy. Nhà của dì của Duy. Nhưng bây giờ Duy không còn ở đây nữa. Rồi đây là một cái clip phim nói về kỷ niệm trong đời sống mà người ta hay lưu đi đến ở và đã xa rao rồi thì người ta hay nhớ tới những cái chỗ mà quá khứ người ta ở theo gì ha. Rồi Duy cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của Duy ha. Giờ Duy dắt quý vị đi tiếp. Dạ anh cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Dạ xin phép. Wow, kỷ niệm thấu gì ha, tức là mấy chục năm về trước mình cũng đã từng đến và ở ngôi nhà đó. À, còn đây là cái hẻm. Cũng là đi thẳng vô nhà của dì của mình nữa, đó là dì Hai. Người ta chắc không nghe nói dì Hai cũng chắc bán ở nhà này rồi. Xưa ông bà mình, cha mẹ mình, mấy dì mình hay ở đây ha. Coi đi xíu cho nó đỡ buồn ha. Mình muốn quay lên để làm kỷ niệm thôi. Bởi vì hồi lúc còn bé mình cũng đã từng đến đây và ở đây. Dạ cái này hơn 10 triệu anh. Dạ cái này nó kể là rớt từ lầu 10 xuống không sao, hoặc là lặn nước được 9-10 mét mà được nữa tí. Dạ cho hỏi thăm đây là hồi đó phải là nhà gì Hai Tệ đây phải không? Hai Tệ không biết không? Nhà tệ nhà. Về đây ở. Dạ hả? Rồi cảm ơn. Rồi đây là nhà của dì của Duy, mấy chục năm về trước là Duy có ở đây hồi lúc còn bé. Mình cũng quay lại ôn lại kỷ niệm thôi. Rồi cảm ơn. Dạ. Đây là cái kênh của mình. Và sau lưng mình có làm cái nghề sơn nước và thạch cao nữa. Ví dụ sau này có nhu cầu thì cứ gọi mình làm rẻ cho. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi các bạn ơi, Duy đã chia sẻ lại những hình ảnh kỷ niệm quá khứ, những cái địa điểm, những cái nơi mà của dì của mình, các dì của mình từng ở. Và các dì của mình cũng tốt, cũng từng cưu mang cha mẹ mình. Dù thời gian thì không dài lắm nhưng mà cha mẹ mình cũng từng đến đây, ở đây. Hay là ông bà mình, nhất là bà chính mình, bà ngoại mình,
hai bà năm mình, thậm chí hồi xưa hình như bà cố mình lúc còn sống cũng có đến đây, lúc đó dì hai, dượng hai mình còn trẻ lắm, cũng đều giúp đỡ. Mà mình cũng vậy, không nhiều nhưng mà ít nhiều gì mình cũng ăn và ở nhà của dì dượng mình, thì đó là một điều rất đáng quý và trân trọng, mình mang ơn. Dì mình, dượng mình cũng qua đời rồi, nhưng mà mình tin rằng việc làm tốt của dì dượng mình thì ở nơi đâu ông bà cũng và Chúa trời Phật cũng độ trì và bảo hộ ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Di nói về ký ức kỷ niệm Xóm Giá. Xóm Giá là khu vực này là phường 1, quận 11 hả Di? Để Duy trở lại ngay cái cổng hẻm của Xóm Giá vô một lần nữa. Rồi Duy chia tay. Duy cảm ơn các bạn đã theo dõi clip về Xóm Giá. Duy bye.